Anh Thuy Lê này, hôm nay đi mua của cô chú này là 7 bé chó này, mà một 6 bé và một bé chó lớn đã đang có bầu này, thì anh Thi Lê này có cứu được không này? Thì mà cứu được thì cho anh Thi Lê 5 ngày này, mà anh có cứu được thì anh Thi Lê 5 ngày anh có cứu được thì để lại cho anh Thi Lê xíu này, không là 5 ngày thì mình lại phải mang đi mấy bé đi vào nhà mổ vào lò để bán cho người ta này. Thì 7 bé này thì lấy anh 3,5 triệu này, thì anh có cứu không thì được thì để cho anh cứu 4 ngày nữa thì quay lại lấy tiền, không có thì mang vào lò mổ. Mấy bé này anh Phi Lê này, hôm nay đi mua của cô chú này là 7 bé chó này, mà một 6 bé và một bé chó lớn đã đang có bầu này, thì anh Phi Lê này có cứu được không này? Thì mà cứu được thì cho anh Thi Lê 5 ngày này, mà anh có cứu được thì anh Thi Lê 5 ngày anh có cứu được thì để lại cho anh Thi Lê xíu này, không là 5 ngày thì mình lại phải mang đi mấy bé đi vào nhà mổ vào lò để bán cho người ta này. Thì 7 bé này thì lấy anh 3,5 triệu này, thì anh có cứu không thì được thì để cho anh cứu 4 ngày nữa thì quay lại lấy tiền, không có thì mang vào lò mổ. Mấy bé này